Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Nhắc đến các vị anh hùng Việt Nam, người ta thường nhắc đến những cái tên đình đám như danh tướng Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn hay đại tướng Võ Nguyên Giáp huyền thoại với những chiến công lừng lẫy. Nhưng đôi khi đó lại chỉ là một con người bình dị, nhưng những gì mà họ đã cống hiến cho Tổ quốc, cho sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc ta thì mãi mãi không bao giờ phai. Chuyên mục hôm nay, tôi xin giới thiệu đến các bạn một chiến sĩ quả cảm, kiên cường, một người anh hùng thầm lặng của dân tộc Việt Nam. Không phải là vị tướng lừng lẫy, không phải là nhà chính trị xuất sắc hay một nhà quân sự tài ba. Ông, một con người bình thường, một người chiến sĩ cách mạng như biết bao người chiến sĩ Việt Nam khác, trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã biến ông thành con người huyền thoại, một chiến sĩ phòng không bất tử, là tiếng gọi của tử thần đối với các phi công Mỹ ngụy. Trong suốt thời gian chiến đấu bảo vệ vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã hạ 14 máy bay địch, 12 chiếc rơi tại chỗ, là kỳ tích không tưởng mà cho đến ngày nay, chưa có người lính nào trên thế giới xô đổ được chiến sĩ tên lửa vác vai A-72 Hoàng Văn Quyết. Chiến sĩ Hoàng Văn Quyết, người dân tộc Tày, quê xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ông nhập ngũ năm 1971, phục vụ trong quân đội đến năm 1992, được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976, cấp bậc cao nhất trong quân đội, thiếu tá, phong năm 1988. Các huân chương: 3 huân chương chiến công hạng 3, 13 lần phong danh hiệu dũng sĩ diệt máy bay. Từ năm 1972 đến tháng 4 năm 1975, ông là chuẩn úy, trung đội trưởng trung đội tên lửa phòng không vác vai A-72 thuộc đại đội 3 tiểu đoàn 172, sư đoàn 367, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Trong suốt thời gian phục vụ trong quân ngũ, ông đã tham chiến hơn 30 trận đánh lớn nhỏ. Ngày 23 tháng 9 năm 1972, khi phát hiện có lực lượng chiến sĩ cách mạng xâm nhập hoạt động tại khu vực nông thôn miền núi, ngay lập tức địch huy động một lực lượng vô cùng hùng hậu với máy bay trực thăng hỏa lực mạnh tiến hành càn quét bắt bớ. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu kiên cường chống lại cuộc càn quét của địch. Cũng tại đây, cái tên sát thủ phòng không Hoàng Văn Quyết bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Trước cảnh hỗn loạn trên chiến trường, trước sự truy quét giáo diết của địch, chúng liên tục đổ quân vào vùng chiến sự nhằm đập nát ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng. Trong lúc chiếc máy bay địch đang bay vòng vòng trên không nhằm xác định mục tiêu sẵn sàng tiếp đất, đổ quân tiêu diệt lực lượng của ta, thì từ trong một góc khuất mà địch không hề hay biết, ông lạnh lùng khai hỏa tên lửa phòng không vác vai A-72, bắn rơi tại chỗ một chiếc CH-47 trực thăng vận tải hạng nặng, chở khoảng 30 lính trên máy bay. Chiếc CH-47 bốc cháy dữ dội, rồi đâm sầm xuống đất lộ tung, trước con mắt kinh ngạc và sợ hãi của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Những chiếc còn lại không dám tiến gần khu vực chiến sự, chúng bay vòng vòng phía xa, rồi điên cuồng nhả đạn về phía các chiến sĩ giải phóng một hồi, rồi lầm lũi tiến về căn cứ. Trong giai đoạn đầu những năm 1972-1973, nhận định rằng lực lượng phòng không của quân đội ta tại chiến trường miền Nam còn non trẻ yếu kém, không có kinh nghiệm tác chiến, cùng với đó là trang bị vũ khí thô sơ, không đủ sức đương đầu với trận đánh lớn, có máy bay tiêm kích hiện đại của Mỹ ngụy yểm trợ. Trong những trận đánh này, không quân Mỹ ngụy đã đổ xuống đây không biết bao bom đạn vũ khí, những chiến đấu cơ địch liên tục nhào lộn như diễn xiếc, đánh phá các mục tiêu quân sự của ta. Chúng tưởng rằng với lực lượng hùng hậu đó, không gì có thể cản nổi sức mạnh và thế tiến công của mình. Thế nhưng tại đây, chúng đã vấp phải sự chiến đấu ngoan cường bất khuất của quân và dân ta. Quân át chủ bài của địch là sức mạnh áp đảo của máy bay tiêm kích đã không phát huy được tác dụng. Tại đây, những con mãnh điểu ghê gớm đã bị các chiến sĩ phòng không của ta đánh cho tơi tả. Trong mỗi trận đánh, sát thủ phòng không Hoàng Văn Quyết đã tiêu diệt hai chiến cơ địch một cách ngoạn mục. Chúng không sao hiểu nổi, chỉ với loại vũ khí phòng không cá nhân, ông có thể tiêu diệt được các chiến đấu cơ hiện đại, được lái bởi những viên phi công sừng sỏ có nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường. Trong suốt sự nghiệp chiến đấu của mình, số máy bay địch bị ông hạ gục đủ các loại, trong đó có những chiếc chiến đấu cơ được cho là tối tân và hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, như chiếc F-5, máy bay tiêm kích siêu âm hạng nhẹ 2 động cơ, loại tiêm kích đa nhiệm có khả năng tấn công và đánh chặn, cường kích A-37, AD-6 với biệt danh kẻ cướp bầu trời, L-19, máy bay trinh sát, máy bay vận tải hạng trung C-123, CH-47, trực thăng vận tải hạng nặng 2 động cơ, có thể chở xe bọc thép, một khẩu đội pháo 155 ly hay một chiếc F-16. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, chúng được coi là chiếc xương sống còn đối với không lực Mỹ.
Có thể nói, trong lịch sử chiến tranh hiện đại, sát thủ bầu trời số 1 Việt Nam là người sử dụng tên lửa phòng không vác vai, loại vũ khí cá nhân uy lực phổ biến trong chiến tranh hiện đại, chiến đấu đạt hiệu suất cao nhất trên chiến trường Việt Nam và giữ kỷ lục thế giới cho đến thời điểm hiện tại.